Alo đồng chí Phương ạ. Đồng chí đã ra công việc mình. Nếu mà đồng chí ra rồi thì đồng chí cứ ở đây công tác cùng anh em giám sát công trình, mà tí nữa tôi đi qua có việc tôi sẽ dạt vào chỗ công trường của mình, tôi kiểm tra vài chi tiết đang thi công nhé. Rồi, tầm 30 phút nữa tôi có mặt. Rồi, cứ đến nhé. Đây, còn. Đây này, lấy cái ống cây này. Không, ống cây ngồi ngồi. Đi cũng mệt cũng vui nhỉ, các anh cũng vui. Vui mà. Đi chợ mình. Nào tao có đi qua, không đi làm nữa, khỏe người ra. Vừa rồi ở nhà nó còn như cái vần bị bút đấy. Chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng đau sờ, chỗ nào cũng đau, đau nhất cả người. Thật chứ. Mà từ hôm gọi em ra cái cảm giác nó khỏe lên nhá. Ừ, làm nó phấn chấn lên. Thật chứ. Thế để cứ mơ mơ màng màng hình bóng quê nhà ấy đang ngủ. Em ở đây có vất vả không? Đúng thì thương, công việc này em làm đơn giản. Ít gì em làm được. Làm cái này lao này. Làm cái này vui. Nắng thì nghỉ.
làm vui hơn ở nhà chứ. Tất nhiên rồi, làm có tiền chả vui, ở nhà lấy được tiền mà vui. Đây, giờ đây anh em mình đi làm tiếp. Đây, về sắp tối rồi. Phải chờ nước lâu thế. Trước đi. Đấy. Không, anh cũng trước đi. Công việc triển khai đến đâu rồi đồng chí? Số lượng người thì như lãnh đạo đã biết là huy động tối đa nguồn lực dân công nên là làm tốt nhất để ảnh hưởng đến mưa bão. Vâng. Thế thì mặc dù nó khó khăn, vật liệu nước thì khan hiếm nhưng mà em với tinh thần là quyết tâm cao độ nhất, phấn đấu là hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Báo cáo anh như thế. Thôi, cố gắng đồng chí, cố gắng động viên anh em làm sao tiến độ thi công càng sớm càng tốt. Tất nhiên là đường xá vận chuyển rồi là vật liệu có phần khó khăn. Thế nhưng mà thôi, tất cả dựa vào sự cố gắng. Đồng chí cố gắng động viên anh em tiến độ để nhanh tiến bộ thi công làm sao càng sớm càng tốt và đảm bảo công trình. Tránh trường hợp sau này làm xong rồi bắt đầu là đại sạt, nên ra là đến lúc đấy thì phải nhận thu nó. Tốt nhất là cứ làm sao đồng chí anh em làm cho nó thật tốt. Theo như khảo sát ban đầu là đồng chí đã thực hiện được theo cái thi công mặt phẳng cấp như thế là tính đến giật cấp thành ba cấp như thế là được chống sạt lở như thế là làm rất là tốt. Cho nên chính vì như thế là đồng chí cố gắng động viên anh em làm càng tốt, đảm bảo cho chất lượng thi công nó đảm bảo. Nói chung là sự quan tâm của các cấp các đồng chí ở bên dưới anh em tập trung chờ thì cái cát này đồng chí lấy chỗ nào cát đẹp nhỉ? Tuyệt vời nhỉ? Tuyệt vời, cái này cát bê tông tuyệt vời, sạch sẽ. Cả cái công trường đồng chí thấy đấy thì theo như thiết kế và cái mát giữa các cái mọi cái đồng chí cũng
góp được công nhân. Thế là bây giờ là mình thiết kế ban đầu mình mới khảo sát rồi, thế nhưng mà là xây ba dập đa cấp kia là bên trên mình còn xây nữa không hay là như thế nào? Đấy đấy đấy, chính vì như thế nó mới chống sạt đấy. Xây này là được rồi, nhìn mát này xanh ghép thế này được rồi. Thế là... xi măng Tuyên Quang. Mác này là tuyệt vời rồi, xi măng này là đảm bảo chất lượng thi công công trình rồi. Cát tuyệt vời rồi. Nhưng mà là vận chuyển từ cái chỗ đảo này lên đến cái chỗ anh em xây kia là cũng hơi khó khăn đấy nhỉ. Dùng máy. À phải dùng máy hết đúng không? Rồi. Đồng chí cố gắng động viên anh em làm cho tốt nhé. Thế này là đảm bảo rồi, tuyệt vời rồi. Thế là đồng chí với lại anh em ở đây cũng công tác tốt nhá. Bận tí việc tôi là đi tiếp tục đi tiếp tục đi thôi rồi để tuần rồi cũng khỏe các đồng chí đấy. Làm gì về đấy? Em đi ra công trình đi phụ xây mà anh. Thế anh đi đâu về? Anh đi vào thăm công trình ở trong này. Yeah. Cũng qua đường này mà. Yeah. Anh đi cũng bây giờ cũng hiện tại bây giờ anh đang ra ngoài. Thế ngồi lên xe anh em mình cùng đi. Thôi anh cứ đi đi, em đi bộ được mà, nhà em gần đây. Thôi đằng nào cũng tiện đường đi đến đây. Thôi nhà em gần đây rồi, em đi bộ được, anh cứ đi đi. Không, em cảm ơn anh, may có anh giúp đỡ. Không sao rồi. Thôi, nhìn đi con.
dẻo ngon lắm. Đúng 10 cân nhỉ? 10 cân. À, một ký rồi đó. Cảm ơn nhé. Nhà em trong này à? Vâng, nhà em ở tiếp trong này anh ạ. À, dạ. Ờ, hôm nọ anh thấy em mua mì tôm thế nhưng mà là ăn mì tôm không đảm bảo sức khỏe đâu. Thế tiện đường anh đi làm anh mua cho em ít gạo, chẳng có gì đâu, gọi là ít gạo động viên em trong cuộc sống thôi. Thôi em không lấy đâu anh ạ, anh mang về đi. Em không lấy đâu. Thôi có tí gạo thì mà có đáng kể gì đâu. Thế nhưng mà nhà em ở tận đâu? Nhà em ở tít trong kia đi khó lắm, xa phết anh ạ. Thế nhưng mà đường có đường xe máy đi vào đến tận nhà được không? Đi bộ thôi anh ạ, không xe máy không đi được, đường nó khó đi lắm. Vâng. Anh muốn đi cùng em đi vào nhà em để biết nhà biết cửa được không? Thôi đường đi khó lắm anh ạ, đi còn qua mấy cái đoạn suối rồi, đi vất vả lắm thôi, anh không đi đâu và cũng xa đấy. Thế nhưng mà anh đi bộ quen rồi, anh đi công trường quen rồi. Ừ, cho anh đi vào nhà thì biết nhà biết cửa, đằng nào anh trong này anh chưa vào bao giờ ấy. Đường đi khó lắm anh ạ. Thôi, thôi anh không đi rồi, em tự về thôi. Thôi chúng mình cùng nhau đi một đoạn để anh biết đường biết nơi, để tới này anh đi công trường anh còn dễ vào nhà em chơi. Sắp đến nhà em chưa? Chưa anh ạ. Còn qua đoạn mấy con suối đoạn này đi đến được. Đường em khó lắm, nhà em khó đi lắm, anh không đi được, anh có sao đâu. Đây, anh cẩn thận nhé, kéo ướt giày nhé. Đá này có trơn lắm không nhỉ? Không đi được anh, để em đi trước. Kéo trượt nha anh. Ôi, thế nào anh đi được mà. Trượt là ướt giày đấy. Em đã bảo đường khó rồi, anh cứ đi, anh cứ đi. Thôi thì mấy khi được đi vào chỗ nhà em chơi. Xa hết em vậy. Đẹp em nhỉ? Trời, nhưng mà tuyệt vời nhỉ? Đi cẩn thận nhé, rất dày đấy. Nước trong vắt luôn. Nước thoải mái. Nhìn nước đẹp đây, chưa thấy có cá không? Có
nhưng chắc chắn cá nhỏ đây. Sắp đến nhà em chưa nhỉ? Đi xa phết em nhỉ? Vâng. Qua mấy đoạn suối thì nó hơi khó một tí. Đấy, nhà cửa ở đây mát mẻ đẹp thế nhỉ? Ở đây rồi. À thế à? Cảnh thì nhìn rõ đẹp thế nhưng mà hoang vắng quá, này đã ở sao được? Anh có vào nhà được không em? Vâng, anh vào nhà đi, em mời anh. Em mời anh ngồi anh. Dạ. Em ơi, có chút dạo em cất tìm ra cất đi. Thôi em ngại quá sợ anh lại có gì đâu, có chút gạo. Có chút gạo rồi mà có cái gì đâu. Thôi thì cái tình cảm đằng nào anh cũng đi qua lại công tác đây chút mà. Thôi anh đã chậm mua cho em rồi thì em xin cảm ơn anh. Dạ, tôi cứ cất đi em. Vâng, em cảm ơn anh. Thì còn ăn mì tôm này không đảm bảo đâu. Vâng. Ở đây mát mẻ nhỉ? Vâng. Chỉ tội mỗi cái là xung quanh nó hơi rừng rậm một tí nhỉ? Em mời anh ngồi. Em một chả có nước thì mời anh ấy. Có sao đâu này. Ngồi chơi uống nước chủ yếu ngồi chơi nói chuyện thôi. Mấy hôm trước gặp em ở trong hang đá ấy, thế em bảo là em không có nhà đúng không? Vâng. Thế ngôi nhà này là của ai? Em không có nhà thì em có một cái chị tốt bụng, thế em đang đi tìm việc ấy. Thế chị bảo có một căn nhà để trông nương ấy. Thế chị để cho em ở nhờ anh ạ. Từ hôm trước gặp nhà em rồi anh còn chưa biết tên em. Vâng. Tên em là gì nhỉ? Tên em là Tiểu Vi anh ạ. Để cho nó dễ xưng hô ấy. Vâng. Anh giới thiệu với em, tên anh là Hùng, kỹ sư xây dựng. Anh phụ trách chi nhánh của tổng công ty xây dựng cũng là ngay gần đây mà. Thế à anh? Hôm nọ em anh thấy em đi lang thang, em không có nhà. Cái trước kia em ở đâu? Em nói thật với anh là trước đây thì em sống một khu trang trại, nhưng mà chồng em ấy bị kẻ xấu lừa thì em lại cầm cố xong là trả nợ cho chồng em anh. Thế à? Thế thì bây giờ chồng em đang ở đâu? Chồng em bị chủ nợ đòi nhiều quá, chồng em không biết bỏ trốn đi đâu, giờ em cũng không biết được. Em có một chị gái ở cùng em ở một khu trang trại riêng, và em có một đứa con nuôi nữa. Hiện tại em đang cho đi học ở bên nội trú. Thì em đi như thế thì em không muốn để cho cháu biết, bởi vì cháu còn nhỏ. Em cũng đang đi tìm việc làm để được với phần nào để về trả nợ cho chồng. Em nói là em còn một khu trang trại mà, sao em không ở đấy? Sao em lại cứ đi lang thang vậy? Em nói thật với anh là bây giờ em đến ở đấy thì người ta sẽ phát hiện ra chủ nợ ấy, người ta sẽ phát hiện ra là em còn một cái khu trang trại đấy nữa, thì đến lúc người ta đến đòi em thì lúc đấy chị Câm lại không có chỗ ở. Còn với em thì nó đơn giản thì ở đâu cũng được, em nghĩ thế thì em tự đi thời gian để em đi kiếm tiền anh ạ.
hoàn cảnh của em cũng vất vả quá nhỉ. Em có cần anh giúp gì không? Không cần đâu anh ạ. Em tự bản thân em tự kiếm đi kiếm sống thôi. Tại sao bỏ chồng em lại bỏ đi như thế nhỉ? Giữa cái lúc nợ nần nần chồng chất để cho vợ con một đống nợ như thế nhỉ? Thực ra em nói thật với anh là lúc nhà em bỏ đi thì anh cũng nghĩ là đi tìm tiền để trả nợ. Anh ấy đi rồi thì em mới lại cắm cái trang trại. Trong khi em cắm trang trại thì nhà em biết gì, nhà em đã đi rồi anh ạ. Em quên mất em cũng không được mời anh uống nước. Anh ngồi đây để em lấy nước cho anh nhé. Bát này to thế nhỉ? Anh thông cảm để em đi em cũng không được mang những cái vật dụng đi theo. Cái này cũng có mấy hộ đi làm nương ở trên này. Thảo nào lúc ban ấy mình đi dọc đường vào thấy đường quang quang. Chẳng qua là đi theo suối hơn nhiều em. Ngôi nhà này nhìn trống trải quá em ạ. Nhìn toàn cái trống trải thế này, đàn bà phụ nữ ở đây có một mình nguy hiểm lắm em ạ. Không an toàn. Có chị tốt, chị cho ở là tốt lắm rồi ạ. Có nhà ở là được rồi. Nhìn trống trải thế này, ở đây một thân một mình này không an toàn lắm đâu em ơi. Có cần anh giúp gì không? Thôi để em tự làm được. Cái này chỉ dọn dẹp qua những chỗ cỏ rán thôi. Thế sáng nay em vừa đi làm về à? Vâng. Được đi làm này được bao nhiêu tiền ấy? Em đi làm một buổi thì họ giả cho 150 ạ. Ở đây lâu dài không được đâu em ơi. Nhìn hoang vắng này không an toàn đâu em ạ. Biết làm nào được anh. Có chỗ ở tốt lắm này. Em đến đây ở, công việc nó còn bề bộn ra, nhà cửa chưa đâu vào đâu, có cần anh giúp đỡ gì không? Không cần đâu anh bận việc công trường, anh cứ đi đi, em tự làm được. Đằng nào hôm nay anh cũng rảnh mà. Thôi. Thôi thế thời gian cũng muộn rồi, để khi khác anh sẽ ghé lại nhìn với em chơi. Thì anh xin phép đi về đấy. Vâng. Thế anh đi về nhé. Lần sau anh đến thì anh đừng có mang gạo thứ cho em nhé. Em ngại lắm. Lần sau anh đi anh đừng có mang cái gì cho em nhé. Có gì đâu. Ngại lắm anh ạ. Có gì đâu, có chút gạo ấy, giúp em lúc gặp khó khăn thôi mà. Ở đấy, quên mất cái mũ mũ rồi. Ngại, quên mũ để em lấy cho anh. Cho anh xin. Cho anh đi về đây. Anh đi cẩn thận nhé anh nhé. Hôm nào rảnh anh lại đến chơi nhé. Vâng ạ.